Rồi, ok, xin chào bạn. Thì ở đây các bạn nhìn qua biết là dân chơi nhìn phát là biết ngay cái này là cái gì này. Spot welding các bạn này. Đây là máy hàn. Nhưng mà cái máy hàn này nó hoàn toàn không bình thường các bạn nha. Đấy. Một chiếc máy hàn trị giá 4 triệu rưỡi. Máy hàn điện tử, xeo pin điện tử. Các bạn không nghe nhầm đâu, 4 triệu rưỡi cho chiếc máy hàn này. Để xem nó có cái gì các bạn nha. Đây là một chút thông số của nó thôi. Đó, đây là cái giao diện của nó này. Được chưa? Một tí nữa đọc sau nha các bạn nha. Cái này thì thực ra là bây giờ mình mới mở hộp, mình chưa biết là nó ấy như nào. Đây là logo người ta cho này, bóc và dán. Và đây, đây nó là nhân vật của chúng ta. Các bạn không nghe nhầm đâu nhá. Cái máy hàn này trị giá 4 triệu rưỡi, 219 đô ở trên trang chủ của họ này. Đó. Con này nó nặng khoảng 1,5 cân các bạn ạ. 1,5 cân đây. Ở đây nó in một số thông tin này. 10 đến 14V nha. Nó sử dụng cái bình ắc quy từ 400 đến 800 coulomb. Đấy. Được chưa? Đây là màn hình hiển thị này, hiển thị thông số này. Đây là cái đầu in. Và đầu out nó sử dụng cái jack XT90 này các bạn này. Đấy. Tất cả đầu in, đầu out sử dụng hết jack XT90. Ủa sao không vừa ta? Đây là cái jack của mình mua ngoài thôi. Đó. Rất là nhỏ gọn nhưng mà nguyên khối các bạn nha. Phụ kiện này chúng ta sẽ có ở đây. Kẽm. Kẽm hàn xeo pin. Đấy. Một khung giữ pin. Một cái bàn đạp bên ngoài. Cái bàn đạp chúng ta cắm vào đây các bạn nha. Đó. Thấy chưa? Cái khi mà không có cái bàn đạp này cũng được. Thì nó sử dụng chế độ auto giống như mấy cái máy hàn mình chế đấy. Đó. Ba đôi kim hàn. Ba đôi kim hàn bằng đồng. Và ở đây nó bao cho chúng ta một cái cân lực luôn các bạn ạ. Thêm một cân lực này. Và hai cái dây nguồn và cái dây hai cái này là dây out thôi, không có dây nguồn. Đó, cái này là cái dây AVKG. Xem nào nó là bao nhiêu AVKG. 6 AVKG các bạn nha, to ngang với ngón tay út mình luôn. Đó. Và cái kim hàn của chúng ta ấy, chúng ta sẽ lắp vào đây như thế này. Đó. Thực sự là từ trước giờ chưa bao giờ mình thấy một cái máy hàn xeo pin nào mà nó có một cái giá trị cao như này các bạn ạ. Đây. Lắp vào đây các bạn nha, xoáy vào như này, giống như mũi khoan của chúng ta xoáy vào như này là được. Rất là tiện lợi luôn. Đó. Rồi cứ bỏ hết sang bên đó nha. Và một số con vít để xoáy cái này vào cái tay cân lực kia, như vậy là hết rồi. Đây. Cho các bạn xem 4 triệu rưỡi chúng ta sẽ có những cái gì. Đó. Ok, thì trước khi mà sử dụng cái này nha, mình sẽ cho nó các bạn xem là bên trong nó có những cái gì nha. Rất là nặng luôn các bạn ạ, mà các bạn nhìn cái mức độ hoàn thiện của người ta này. Dã man chưa? Một cái mức độ hoàn thiện cực kỳ là cao luôn. Đó, trên trang chủ người ta bán cái này là 219 đô các bạn. Ok, bây giờ sẽ cho nó đi với ông bà ông vải luôn. Đấy, xem cái đầu nào vừa ta. Rồi. Trong cái quá trình tháo thì mình sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ mất thời gian nha. Trong cái lúc mà mình đang tua nhanh cái quá trình tháo thì các bạn có thể là truy cập cái trang web chính thức của họ nha. Liên kết mình để trong phần bình luận đấy. Ở trong đây người ta bán các cái sản phẩm liên quan đến pin và dụng cụ của pin. Ok. Đây người ta bảo là do not open này các bạn này. Đó, nhưng mà vào tay mình thì không thoát được đâu. Ghi cái đó bằng hòa, bằng thừa các bạn ạ. À, lại còn cái đầu này nữa cơ. Không biết là chất lượng của con này như thế nào, nhưng mà trước tiên là cái đầu tiên mà mình thấy giá đắt. Anh em nào muốn trải nghiệm thử cái con này thì cứ truy cập vào cái liên kết mình để trong phần mô tả nhá. Đó. Chứ kể cho mình thì mình cũng
không mua con này đâu, nói thật với các bạn luôn. Ôi trời ơi. À cái này bên trên xuống bên dưới nó kết nối dạng modul các bạn ạ. Đây. Modul đây. Đó. Đây nó sử dụng con IRF B7430 8 con. Xem bên dưới còn không, và nó được nối kết nối vào một cái thanh đồng rất là chất lượng luôn. Ô cái này nằm đéo rồi đến mà mấy triệu nhỉ? Đấy. Chờ mình chút để mình gỡ hẳn ra các bạn xem nhá. Kể ra như mình ấy thì cái món này này, cho dù nó có tốt đến mấy đi chăng nữa thì mình cũng không mua đâu các bạn ạ. Thực sự luôn. Là bởi vì nó đắt quá. Nó đắt quá các bạn ạ. Tức là bằng cái tiền đó chúng ta bỏ ra mà chúng ta ví dụ chúng ta có thể tự làm. Ví dụ như mình tự làm nó chỉ mất khoảng vài chục nghìn thôi. Mà chúng ta đã được một cái mà có chức năng tương tự với con này. Đấy. Hoặc là chúng ta mua cái phiên bản khác. Nó chỉ có, tức là nó cũng không quá cao, giá không quá cao như này đâu. Nếu như mà để mà nói công tâm thì cái con này chỉ được cái hình thức thôi các bạn ạ. Mình phải công nhận một điều là cái vỏ của con này quá đẹp luôn. Vỏ quá đẹp luôn. Các bạn phải công nhận cái điều này. Ôi dồi. Thiết kế một cách quá tinh xảo luôn các bạn ạ. Đó, tất cả những cái đường mép này nó vào một cách rất là. Và cái này đều là nhôm nguyên khối này, nguyên cái khúc dày là nguyên khối các bạn ạ. Nó vào một cách rất là hài hòa và nó chuẩn luôn các bạn ạ, nó chuẩn chỉ luôn đấy. Chứ còn cái mạch cũng chả có cái quái gì. Đây. Thì nó cũng dùng mốt phép đóng cắt giống như là các cái phiên bản mà mình làm thôi. 8 con IRF B7430. Thì không biết là cái con này nó chịu được dòng bao nhiêu. Thì mình chưa kiểm chứng. Đấy. Mình chưa kiểm chứng cái con này. Thì còn về cái điều khiển nhá. Thì các bạn lên trên datasheet các bạn tra hộ mình xem cái con này nó ra bao nhiêu nhá. Thì cái nguyên cái phần này nó là cái phần công suất, nó chả có gì cả các bạn ạ. Chỉ duy nhất là cái dàn mốt phát này và hai cái thanh đồng này, hai mạch in thôi. Thì cực dương từ cái đầu vào đã được nối ra đến cái đầu ra rồi. Đó. Thì còn cái đầu âm ấy. Còn cái đầu âm thì nó đi ra qua cái dàn mốt phét này. Thì cái dàn mốt phét này nó chờ lệnh đóng từ cái bo điều khiển này xuống. Thì nó sẽ xuất điện ra ngoài bên đầu kim hàn để chúng ta hàn pin. Thì cái này chắc chắn với các bạn là nếu như mà nó dùng cái pin mà có cái dòng xả cao như thế, 400 đến mấy trăm cc đấy, như vậy thì nó hàn rất là đẹp luôn. Đó. Đây các bạn có thể xem này, đối với một cái sản phẩm giá cao như vậy nhưng mà cái chất lượng người ta hoàn thiện cái mạch in sau khi người ta hàn đấy cũng không ưng ý lắm. Thì cái này nó thiết kế hết tất cả dạng module, có một cái màn hình này là màn hình OLED ở đây. Đó. Và một con Atmega nhá. À, con này là bóc ở trong Arduino ra được này, con Atmega 328 này. Đó, nhưng mà vấn đề là không có chương trình. Thì anh Hưng ở kênh Homebiz 102 có xem được cái video này mà giúp được em lấy cái chương trình này ra thì anh bình luận giúp em nha. Đấy. Lấy cái chương trình từ cái con MCU này ra này. Đó, ở chỗ này là encoder, cài đặt, điều chỉnh này. Này kia thôi, chả có cái gì hot cả. Nhìn, ôi chết rồi, không biết cái màn hình có ảnh hưởng gì không? Mình vừa bấm cái màn hình này các bạn ạ. Mình vừa dí tay vào dây này, không biết có ảnh hưởng gì không. Hy vọng là không sao các bạn ạ. Chứ mình chưa dùng đâu. Vừa mới bóc hộp ra là phá zin cho các bạn xem đấy. Đấy, ok. Đây, dưới này có cái điốt khử dòng giò này. 4 con. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại và test cho các bạn xem nhá. Mình còn phải đọc cái hướng dẫn của nó sử dụng như nào chứ mình chưa đọc đâu. Đây này, chương trình của nó nhưng mà toàn in toàn bằng tiếng Anh với lại tiếng Trung này. Spare wire này. Đấy. Đây này, nó là cái khởi động, ắc quy khởi động của ô tô này, 12V 400 đến 800
cu lông này đó. Hoặc là pin lithium lipo đấy, 5000 mAh 60C, tức là tối thiểu là dòng xả phải 300A các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại và kết nối với nguồn điện. Mình vừa mới thử sử dụng qua các bạn ạ. Thì mới đầu mình tưởng cái này nó khó sử dụng, nhưng ai ngờ nó cũng chẳng khó lắm đâu. Chúng ta cũng không cần phải sử dụng đến cái giấy này đâu các bạn ạ. In thì rõ nhiều. Thì mình sẽ cho các bạn xem nó khởi động như nào nhé. À, cái dây này đáng lẽ nó là cái dây mà đưa ra cái... Đây, đáng lẽ người ta cho cái dây này là dây ao ra cái tay hàn cân lực này. Nhưng mà mình thì người ta lại không cho cái dây in vào. Thế đâm ra là mình phải dùng cái dây dây ao đấy ra mình làm cái dây in. Thì mình phải hàn vào cái rách khác này. Các bạn nhìn thấy người ta hàn thì ngon, nhưng mà mình hàn thì chối thật. Ok, ở đây mình dùng cái khối pin sắt của mình vừa review hôm trước nhá. Thì nó có sẵn cái đầu cốt các bạn, nó dễ này. Mình sẽ cho các bạn xem nó khởi động như nào nhá. Đó, spot welder này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ cột lại để mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn các cái chức năng bên trong nhá. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn nó lại chà chần tí là được, không cần thiết lắm. Thì ở đây các bạn có thể thấy là, đây cho thấp xuống nha, cái này nó nặng nên giơ lên cao hơi mệt. Đấy, encoder này, thì các bạn có thể thấy là ở đây là nó sẽ cho cái thời gian bao nhiêu mili giây á, hàn bao nhiêu mili giây, tùy vào cái dòng xả của các bạn nha. Thì cái này tối đa được là 100 mili giây, tức là 0,1 giây. Đấy, thì cái này thì mặc định nó là 50 giây, thì mình sẽ để khoảng 50 giây thôi. Nếu mà hàn các bạn cứ cân, nếu mà hàn mà nó tầm đẹp nhất là được. Nó còn phụ thuộc vào cái dòng xả của ắc quy của các bạn. Dòng xả càng cao thì cái mili giây này cho càng thấp xuống. Đó, nó sẽ báo có vạch pin này. Đấy, đang ở chế độ auto này. Đó, thì vào trong cái phần cài đặt nhá. Thì ở chỗ này nó có 3 mục thôi. Một là auto auto sung này, sung auto này. Thì cái này có kích hoạt auto sung hay không thì các bạn có thể chọn là on, nhưng mình đang để on này. Đấy. Cái battery alarm này, tức là cái chuông của cái pin này ấy, thì là tức là khi giả sử chúng ta hàn mà nó yếu pin, yếu ắc quy rồi ấy, thì nó sẽ báo chuông. Nhưng mà lúc nãy tháo ra không thấy cái chuông nào hết, thì cái điện áp mà chúng ta cần báo nó là bao nhiêu. Như ở đây là 10V đúng không? Đối với lại pin sắt phosphat thì mình cứ để là 12V đi, bởi vì pin này giờ điện áp nó cao mà. Cái thứ ba là cái short blue này, và cái sung ngắn này thì là mặc định là 12V, 12%. Như kiểu là cái độ rộng sung ấy. Đó, mặc định nó là 12%. Thì cứ để mặc định như vậy thôi nhá. Đó, thì nó chỉ có 3 cái như vậy thôi. Khá là bình thường, chẳng có cái gì nổi trội cả. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm cái thằng này vào. Đây. Đó. Trước tiên là bỏ hai cái đầu nó ra xa một chút. Được chưa? Như này đi cho dễ nhìn đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ xoáy cái kim hàn vào và mình hàn thử cho các bạn xem. Đó. Cái này có chế độ auto nhá. Cả chế độ auto lẫn chế độ bàn đạp. Đó, thì khi mà cắm bàn đạp này vào thì nó sẽ thoát khỏi chế độ auto. Nó giống như con Sunco 737G của mình trước ấy. Đấy, đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành là hàn thử với 5 mili giây thì nó như nào. Hiện tại là các bạn có thể thấy mình đang để là 5 mili giây. Đấy, mình sẽ hàn đè lên cái kẽm cũ này các bạn nha. Xem là nó có tốt hay không. Đó. Đấy chưa? Hàn này. Thao tác hơi khó tí các bạn. Các bạn thông cảm, dạo này già rồi nên là làm cái gì cũng khó khăn. Già cả rồi làm gì cũng khó khăn. Đấy. À, lên. À, còn một cái nữa mà mình vừa đấy nó quẹt vào cái encoder này. Còn một cái nữa là mình chưa giới thiệu cho các bạn xem này, ở trong cái phần này này. Đó, ở trong cái phần sung auto này thì có cái delay này các bạn này. Đấy, thì tức là cái này chúng ta có thể điều chỉnh là sau bao nhiêu giây bắt đầu, kể từ lúc chúng ta nhấn kim hàn vào ấy. Pin ấy, thì sau bao nhiêu lâu thì nó sẽ phóng hàn. Đấy, như vừa nãy mình để 1 giây, bây giờ mình để nửa giây. Nửa giây nhá, sung 5 mili giây. Và cái delay là 10 nửa giây. Đó, nó đã tiêu thụ là 1 à đâu?
Cái chỗ này nó có cái đếm cái sung đã hàn đấy các bạn này. Các bạn đã hàn được bao nhiêu sung nó hiển thị trên này. Một V kép này. Đó, 5 mini giây. Thì các bạn có thể xem cái mối hàn đầu tiên đây. Ui dồi, mịn đét các bạn, không cháy một tí nào luôn. Đây cái mối cũ của mình đây, các bạn thì có thể nhìn cái vết loang nó cháy này. Còn mối này không thấy cháy một tí nào luôn. Đó, làm thêm mối nữa chắc. Đó. Wow. Wow, wow, wow. Không cháy một tí nào luôn các bạn ạ. Thực sự luôn. Ăn rất là chắc, mặc dù là đây thủng luôn này. Kẽm này là kẽm là cũng dày rồi. Đó. Mặc dù là mình mới để có 5 mini giây thôi, mình chưa có tăng lên. Đây chỗ này nó cũng đếm được là hai lần xung hàn rồi này. Đấy. Mà nó đã như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ thử một cái thử thách, đó chính là với 5 mini giây xong mình sẽ chập hai cái này lại để xem nó có đâm một phát thủng được cả hai kẽm không. Đó. Không, có lẽ cái này mình phải tăng lên khoảng 8 mini giây đi. Để xem đây các bạn nhìn thấy kẹp hai cái nha. Mình sẽ hàn thử. Cái này thì các bạn dí phải thật tay nhá. À, cho ra cái chỗ phẳng phẳng này. Dí phải thật tay, thực sự thật tay luôn. Thì nó mới đâm được thủng nha. 1 2 3. Đó, à. Một cái kẽm, hai cái kẽm. Thủng luôn cả hai kẽm. Nhưng mà đếm cái kẽm thứ hai sang kẽm thứ ba có vẻ dính nó không chắc. Đấy. Thủng cả hai cái dính với nhau luôn các bạn nha. Các bạn nhìn này. Còn hai cái này thì chắc chắn là dính đắt vào nhau rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi một lần nữa là ba cái luôn các bạn nha. Ba cái luôn, để mình sẽ tăng lên khoảng 15 mili giây xem. Đó, 15 mili giây. Và cái xung ngắn này thì mình sẽ để khoảng 18% đi. Đó. Ok, 15 mili giây nhá. Ba cái ăn vào với nhau, các bạn nhìn nhá. Để ý đúng là ba cái luôn nhá. Đó, dạo này già cả đâm ra làm cái gì nó cũng khó khăn. Và nếu như mà cái xung này ấy, các bạn, cái bình ắc quy của các bạn phải thực sự khỏe nhá. Như đây pin của mình pin mới và pin của mình dòng xả cao. 1 2 3. Wow, xì khói luôn các bạn ạ. Thôi chết rồi. Nó ăn vào nó chảy cái vỏ bọc này ra rồi. Ba cái dính vào nhau luôn, nhưng mà sang đến cái thứ ba thì có vẻ như là không ổn lắm. Đây này, nó xì cả khói ở đây luôn các bạn này. Đây các bạn thấy chưa? Đâm một phát thủng luôn cả ba cái này, chứng tỏ là khá là khỏe đấy. Con này được đấy các bạn ạ. Đúng là đắt nhưng mà sắt ra miếng thật. Tuy là cái nội thất của nó không cao nhưng mà cái trải nghiệm sử dụng cái con này đúng là mình ưng ý thật, công nhận mình ưng ý thật. Đó. Mình chỉ ghét mỗi cái là nó không cho mình cái trong cả cái bộ này, mình chỉ ghét mỗi cái thứ nhất là nó đắt là một này, cái thứ hai nữa là nó không cho mình cái dây nguồn vào. Đó. Đây, như vậy là mình hàn được 4 xung rồi. Đấy, cho các bạn xem này, mình sẽ chập thêm một xung nữa thì nó sẽ lên 5 xung này. Đấy, cho nhỏ thôi. Cái này nó lại cứ ngược các bạn ạ. Này, các bạn để ý nhá, cho điện thoại gần xuống này. 4 đang 4 xung đúng không? Chập thêm xung nữa này. Ôi, ui dồi. Kinh điển thật các bạn ạ. À, khi mà chập ấy thì nó sẽ có cái vạch nó chạy đây. Để mình cho các bạn xem này. 1,5 giây đi. Nó sẽ có vạch nó chạy đây, nó đếm được khi nào là hàn nhá. Đấy, này, các bạn nhìn chưa? Vạch nó chạy đấy. Đấy, khá là hay luôn. Chạy hết cái vạch đấy thì nó sẽ ra xung hàn. Đó. À, rất là hay đấy các bạn ạ. Đó, điện áp thì vẫn báo đầy luôn, được 5 xung rồi. Ok, đấy, nói chung là ưng ý. Bộ này ok. Rất là ưng ý. Nào xét thêm bộ pin ngon nữa. Làm máy hàn siêu pin di động được. Đó. Còn cái pin này thì ngày mai mình chế cái bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời rồi. Bạn nào muốn xem thì cho mình xin một bình luận nhá. Xem là các bạn bình luận xem là có muốn xem cái video chế đấy của mình không nhá. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Cái này 4,5 triệu mình để liên kết trong phần mô tả. Bạn nào mua có thể nó truy cập vào đó để xem. Ok.